2 weeks, we'll begin our chanting. I don't know, Lord, I don't know what I'm getting that. So that means that we need to alert you to that and tell you that we need to have no longer have the Sunday Dharma assembly for 4 weeks, starting from the 16th. Thành ra khi báo thì quý vị biết là bắt đầu Chủ nhật ngày 16, 4 tuần đó, sẽ không có cái pháp hội tình độ buổi sáng Chủ nhật, chỉ có thiền thất thôi, chỉ có một thiền thôi. We would like to invite you to come and participate in the meditation retreat. Thì quý vị tới tham gia cái thiền thất 4 tuần. This time of the year, we only have 2 more weeks, less than 2 weeks left to prepare for the that event. This happens also to be a very happy time of the year. Cái thời gian rất là đối với thầy là thời gian rất là thoải mái nhất trong năm. I find it to be the most joyful event, joyful period of the year. Cũng như mỗi năm tới cái tháng 12 mới đầu ở cái thời gian này, it seems like everyone is more relaxed and happier, looking forward to the holiday season and getting to the holiday season move. Okay, bắt đầu tháng 12 này, tất cả mọi người đang chuyển hướng về và đang mong muốn đổi cái tâm của cái thời gian của cái lễ Giáng sinh. And I think it's important to remind ourselves it's a wonderful tradition in this country, particularly this country, the Christians and Catholics in this country. Đây là một cái hay của cái tôn giáo bên Thiên Chúa giáo, Công Chúa giáo. In this time of the year, people are seems to believe in having peace on earth. Bên mùa này, mùa mà bên tôn giáo họ là tin vào cái sự quan trọng của cái sự hòa bình trên thế giới. Therefore, everyone is more peaceful mood. They're not as unpleasant or aggressive or as competitive. Thời gian cái thời mà ai dân chúng này xứ này có vẻ ôn hòa hơn, không có tranh giành nhau lắm, và mình muốn đem là cái tâm tinh thần của hòa bình tất cả cái thế giới. And it's a very good tradition, and we Buddhists should also take advantage of it and continue. Những Phật tử chúng ta cũng nên hưởng cái hay đó và tham gia vào. By refraining from competing, from fighting, and from hurting others. Và bằng cách là mình không phải bớt cái sự tranh giành, cái sự giành giật, cái tranh đấu của làm hại người khác. All right, that should be the spirit that we should try to have for this holiday season. Tinh thần mọi người Phật tử chúng ta nên có trong cái mùa Giáng sinh này. Okay. Does anyone have any questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thầy mấy tây em hiểu? 15 tây, 9 giờ tối bắt đầu. The Chan Chi session, the 4 week Chan Chi begins on Saturday 15 at 9 p.m. ngày thứ bảy. Tôi còn 13 ngày. That means the 13 more days will begin. Okay. And every day, every night, we have a Dharma talk starting from 8:30. Và tối nào cũng có một cái buổi tối đều có một cái bài nói pháp đàn từ 8:30.
except for Saturday night, Sunday night, do the Dōjīn Junyu. At 8:30, we have the Vajrasutra lecture, Dōjīn, thì có cái kinh kinh khang như thường lệ, bắt đầu từ 8 giờ. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? We encourage you to come, mời quý vị tới tham dự, because it is time to put everything down. Đó là cái cơ hội để chúng ta xả hết tất cả, and to let go, and lighten our load, and rid of our worries. Thời gian đó mình xả bỏ bớt, mình bớt lo, to come and meditate. And if you like, there is food. Để ăn thời vừa bữa cũng rất giản dị. During lunch, we eat the boiled food. Buổi trưa thì tôi năm nay đặc biệt là chỉ ăn đồ ăn rất là lạc. Okay, we simply throw everything into a pot, boil it, and then no salt, no sugar, no MSG, no soy sauce, không có muối, không có mắm, không có đường, không có bột ngọt, không có gì hết. Mình chỉ luộc lên mình ăn như này. Okay, we have some seaweed, có một cái make it rong, điện rong, so that you have a little salt there, and so that we should be okay. Ăn như vậy. Every day we eating that. Those who stay here at the temple, those who stay at the temple can still have breakfast and dinner. Người ở chùa này tham dự là cũng ở lại đó. Người còn có chỗ đó, thì có thể ăn sáng, ăn buổi tối. Breakfast, what do we have for breakfast? I think bread and whatever, có gì ăn đấy. Okay, so during this period we simplify, we don't attach too much to taste. Thời gian là tu nó xả hết tất cả, ngay miếng ăn mình ăn thì đủ no. We eat to get our fill, and we don't worry too much about flavors. Ăn cho no thôi, có sức tu cho sức thiền, so that we have enough energy to meditate. And on the weekend, cuối tuần, if those of you who feel sorry for us, cuối tuần là những cái người sẽ thấy thương hại chúng tôi, you can bring the good food, and we certainly will not refuse it. Những người nào cuối tuần mà thấy thương hại thầy trò chúng tôi mà tu cực khổ, thì đem ăn ngon tới, chúng tôi sẽ không từ chối. Actually, we'll be glad to have it. And in fact, that yesterday we had some good food, and ăn cũng ngon. We have some vegetarian Korean food for the first time in the temple. Từ ngày qua ngày đầu tiên mà có ăn đồ ăn đại hà chay. It's wonderful because whenever I go to a Korean restaurant and try order vegetarian food, there's always full of garlic and onion. Mình tới đồ ăn tiệm ăn đại hà và ăn đồ ăn chay thì toàn là hành và tỏi, nhưng mà ăn chay thì không hành và tỏi. So it was very good. We appreciate it. In particular, we also have some pie. I think it's a pear pie or something. Mình còn ăn được cái bánh ngọt và bằng trái cây. It's perfect. Ngon. Reminds me of the French pear pies my ex-wife used to make. Just right, not too sweet, not too bland. Anyway, mời quý vị tới tham gia, tới tham dự. Okay. Any other questions? Anh có thắc mắc gì khác nữa không? All right. Then I will tell you a story about peace. Mời cái thầy kể quý vị cái chuyện về cái hòa bình. Long time ago, there was a king, a very powerful king in this country, a wealthy country. Ngày xưa có một cái vị hoàng đế của nước rất là hùng cường, rất là giàu có. And it's typical of these emperors back then, Roberto. He has 100 sons. Theo cái thông thường về những người hoàng đế thời đó, ông này ông có 100 người con trai, 100 sons.
And so he assigned each of his sons to a courtier and tell him with the instruction, teach him what he's supposed to know. Okay, you take care of his education. Và phái cho một cái người con trai gửi cho một cái người trong cái triều, một cái người hoàng tộc trong cái triều, thần trong cái triều, nói là với người chỉ dạy cho hành nên dạy cho cái hoàng tử này, cho cái người. Thành mỗi người hoàng tử có được một cái vị thầy đặc biệt trong triều. So each prince had a tutor. And this is in that time, unlike nowadays. Thời đó phải như bây giờ đó. Thời đó là một cái vị thầy đó, ngày xưa gọi là sư phụ. It's not the back then. In the tradition of the Chinese, they call it sư phụ, meaning that parent, father, and teacher. Thời đó sư phụ theo truyền thống đó phải như truyền thống bây giờ đó. Thầy và thì ra là sư phụ, là vừa thầy vừa cha. So it's a parent, a father, and teacher. That's the spirit back then, not just teacher nowadays. When you find in high school, okay. So meaning that this person here, this advisor here, is responsible for the welfare, the physical welfare, as well as the spiritual, mental welfare. Sư phụ có nghĩa là cái người này. Là có trách nhiệm cho đảm đảm trách nhiệm cho cái sự cuộc sống vật chất và tinh thần của những người học trò. Okay. And this is the problem nowadays with teachers that they stop at the school and then they go home, the children go home and they lose track there's a conflict of influence between the parents and the teachers. Cái thời buổi này thì thầy và thầy giáo và cái cha mẹ bậc cha mẹ cái sự giáo dục có sự cách biệt với nhau vì không biết rõ. So anyway, that's a different, that's a topic for a different day. Đó là cái chuyện có thể nói trong trường này. Anyway, so the son of the princes come of age, the king will then bring them to in front of him and ask, "What would you like?" And then the king would then talk to his sons to make sure that I have you learned everything you're supposed to learn. He said, "Yes." The prince will say so. And the king then, the emperor would then send him, give him a province, which is a state, equivalent of a state nowadays, and send him away to the province. Và khi mà con một hoàng tử mà trưởng thành rồi, học hết xong rồi, thì hoàng đế mới gọi hoàng tử tới, hỏi là con đã học xong chưa? Bây giờ cha cho con một cái province, một cái tiểu bang. Thì xưa cái này tương tự như cái xứ đây là tiểu bang rồi gửi cái hoàng tử tới tiểu bang để mà làm để mà coi quản cái tiểu bang. So he sent each prince to a province or a state, if you will, to take care of the state and learn how to run the state. Thì gửi con tới đó để mà lo lắng cho cái mắt thân hương nhé, dịch trong trẻ để lo cai quản cái tiểu bang. Học cái cách mà cai quản hành chính. His youngest, the prince, is cái người hoàng tử mà trẻ tuổi nhất đó, was assigned to no other than the former life of Buddha. Cái người hoàng tử mà trẻ nhất đó thì được gửi cho một cái vị thần, một cái người triều thần mà lúc trước là một đời trước của Đức Phật. Okay. So the Buddha then took good care of the welfare of the youngest prince. Thì Đức Phật rất là lo lắng và là đùm bọc cho cái vị hoàng tử trẻ tuổi.
And so the young prince asked his teacher, his sư phụ, tiếng người ông tử trẻ tuổi nhất mới hỏi sư phụ, thầy, bây giờ cha con hỏi con muốn thích cái tỉnh nào thì con trả lời là sao. So the youngest princess then looked at sư phụ, nếu mà mức mà phụ tôn mong thì con muốn đi cái thành tỉnh nào, cái địa bàn nào thì con trả lời là sao. So he said, the Buddha said, the Buddha advisor, cái tiền thân của Đức Phật làm thầy giáo đó, sư phụ đó, cái nói là con nên trả lời với đức cha, đức hồ phụ hoàng, là con không muốn cái thành cái tiểu bang nào cả. The advisor said, Buddha advisor said, don't tell your father emperor that you don't want any state, you don't want any province, you just want to be by his side. Thì mới nói okay, Phật mới khuyên hoàng tử trẻ nhất, hoàng tử nên nói với trả lời với đức cha rằng không muốn đi đâu cả, muốn ở lại với cha. So that's what happened. The emperor called the youngest prince over and said, have you finished your education? Còn đến gọi hoàng tử trẻ tuổi nhất vào hỏi, con học xong hết chưa? The prince said, yes, your highness, I've learned everything I'm supposed to learn. Hoàng tử trả lời, dạ, đúng rồi thưa cha, con đã học hết rồi. The emperor says, then I want to send you to this province here. And hoàng đế mới nói như vậy thì cha sẽ gửi con tới cái tiểu bang này để con học hành chánh. So I want to send you to learn about how to rule a state, rule a country. And the prince says, no father, if I go, then there's no one else to be with you. Then I'd rather be with you. Thầy con tử mới nói, thưa cha, con không muốn đi. Tại sao như vậy? Là con đi như vậy thì ai lo cho cha bây giờ? Để con hy sinh con ở lại bên cạnh cha để lo cho cha. Okay, so the emperor was very pleased when he heard that and he consented. Thầy con đế rất là hài lòng khi nghe cái người con có hiếu như vậy và đồng ý cho con trai. Okay, so the young prince stayed with his father. Người con út ở lại với người cha một đêm. Then he asked his teacher, mới hỏi người sư phụ, bây giờ con làm gì nữa? So his teacher said, sư phụ nói, con xin cái đức cha vua cha một cái vườn. So he said, ask your father for a garden. Okay. Thì cái con tử đó, tự xin cha đương nhiên cho cái vườn. The king said, that's all you want. Instead of a state, I can give you a garden. So pretty easy to do. Con như vậy con rất là thay vì cho cái tiền bạc rất nhiều cho cái vườn thì quá dễ dàng. So with the gardens, flowers and fruits, his teacher told him to bring the flowers and fruits to make and befriend and offer them to the powerful noblemen of the court. Thành cái sư phụ đó khuyên người hoàng tử đó nên lấy hoa quả của cái vườn đó, lấy hai hoa quả của vườn đó tới để mà biếu cho những cái vị thần trung thần của trung triều quan trọng tới một cái cái chồng. Okay. And that's what the prince did. Người hoàng tử trẻ tuổi làm như vậy. Then his fearful told him to go and ask permission for his father to personally go out and distribute the food money to the people of the country, of the capital. Thành ra xong rồi thì sư phụ mới khuyên cái hoàng tử trẻ tuổi nhất là xin phép cha đem ra đích thân ra phân phối cái tiền mà gọi cái tiền như cái tiền food stamp đó. Like food stamps, give it personal hand it to the people of the capital city. Đích thân ra và đưa cái tiền ăn đồ ăn đó, đức vua cho đích thân đưa tiền cho mỗi người trong cái thành phố. Rồi đó thường ban cái chỗ đông nhất của cái nước.
And so he did that. And then the Shufu also told him, you should give food to the servants and the soldiers of the royal palace. Rồi sư phụ còn khuyên là con nên đích thân tới đưa cho đồ ăn và cho những người tôi tớ và những người làm việc ở trong hoàng cung. Okay, and so on. Tiếp tục như vậy là sư phụ này dạy cái hiện tử là đi là lo lắng cho chính thế trả lương cho những người lính. They said so he went and make sure that the soldiers got paid, and the emissaries from other countries are have hotels and food to eat. And những cái vị mà sứ giả của nước khác tới thì cũng không tự luôn muốn đi lo cho người ta có chỗ ở, cho chỗ ăn. Okay. So he took care of the entire capital city. And therefore, people are very, very, very delighting about tại vì ông tử này thay vì ở nhà đi chơi thôi, instead of goofing off all day and enjoy his status as a prince, he's working hard to take care of the people in his country. Thay vì đi rong chơi hưởng thụ cuộc đời hoàng giả vương giả của mình, thì vị ông tử này đi lo cho dân chúng tất cả. So the time came when the emperor died. Lúc mà hoàng đế ra đời, sắp chết rồi. So in his deathbed, his advisors came and asked, "Your Highness, who would you like to succeed you on your throne?" Thì khi mà trong cái trong thấp hối như vậy, thì những cái đại thần mà tới hỏi hoàng đế. Bấm hoàng đế, bây giờ hoàng đế muốn ai nối ngôi cho mình. You know what the emperor said? Quý vị biết hoàng đế nói ai không? Your brother, being a mother. Who do you think the emperor said? Which son? The first son. Thầy hỏi một cái bà mẹ đó, người da trắng đó. Hỏi là bây giờ bà là người mẹ, nhưng bà trả lời hoàng đế muốn phong cho ai làm con người con nào làm vua, bà nói người con đầu tiên hết. Okay, can I have the men's side here, bên đàn ông? Okay, anh ta nghĩ là ông vua sẽ phong cho ai làm vua đây? Dạ, ông đệ tuy chân cả quá họ bông. Oh, this guy, I think I know the story already. He's cheap. He said, this guy, he knows the story already. This is not fair. You told us already. Huh? You told us already. Oh, I told it already? Oh my God, that's horrible. Okay. Okay, let me change story. That doesn't have anything to do with it. Anyway, the moral I'm trying to tell you, the story I'm trying to tell you. And đại khái nói thì cái chuyện ngày hôm nay cái chuyện quan trọng, tại vì in order to have peace in the country, you have to take care of others. You don't take care of yourself. Cái mà những cái điều mà ngài Kim Hoa dạy là cái thứ nhất là vô tranh. Okay, không phải mình không tranh đâu. To me, when Master Kim Hoa says no fight, no fighting, okay. Yeah, it starts with taking the welfare of others into consideration, into your heart. Cái vô tranh này, cái nói dài đó, là cái mà không phải tranh giành người ta, mà thiệt ra bắt đầu trước cái tranh giành là mình nhìn cái sự hạnh phúc, cái sự đầy đủ của người khác, nó quan trọng, lo cho người ta. Then that's how you naturally have no fighting spirit. Thì như vậy, quý vị khi mà lo cho người ta như vậy, thì tự động quý vị cái tâm quý vị trở thành vô tranh.
Does it make sense to you? Do you know me anyway? If you always have the welfare of others at heart, nếu như chúng ta khi nào cũng lo lắng cho cái sự đầy đủ sung túc của người khác, sự hạnh phúc người khác, thì 100% người khác được. How can you possibly even think of fighting with others? Trong cái chuyện đó mà thầy kể ra, thì những câu chuyện thầy kể ra thì nói chuyện gì cái gì thì đều cho nó khi trong cái chuyện kể ra sau này có mấy người anh đó họ về họ dành cái ngôn. But in the story, I don't remember what I told you the last time, what the moral was, because it depends on the emphasis. But the brothers came back. Thì cái người mấy cái người anh đó mấy phần tử đó sau được phong rồi mới trở về lại dành ngôi phần tử. Tại sao? Tại vì họ không được lợi, cái phần tử nó có lo gì cho mấy bạn. They fought because the youngest prince did not take care of them. Quý vị để ý chứ vậy. So naturally, you have, tự nhiên người ta không có lợi, người ta tự động ta tới, ta đấu với chúng mình ngay lập tức. The reason people fight with us is because we are of no value to them, and there we have something that they want to take from us. Okay. Ta đấu tranh với chúng ta là tại vì có gì mà họ muốn. And that's when you apply the no fighting spirit. Lúc đó mình mới tiếp tục với cái tinh thần mình, mặc dù mình chưa có cơ hội giúp đỡ cho người ta, bây giờ cái cơ hội mình vẫn đấu với người ta vậy thôi. We don't fight with them either. Okay. And so in the story, the prince divided this empire into 100 parts and gave each part to the 99 brothers. Thì cái vị vua đó, mình không đấu với mấy người anh đó, thì mà tới dành ngôi nó không đấu. Tự chia cái nước đó bằng 100 phần, rồi chỉ gửi một phần tới cho người anh mình nói là cái này của anh, của người lệ. Em sẽ không đấu với anh đâu. I'm not fighting with you. This is yours. You can take it. So that's consistent with the spirit of taking care of others. Cái đó là cũng nó trong cái tinh thần mà mình muốn giúp đỡ người khác, mình lo cho người khác. Vì cái duyên mình đã đòi mình phải cho người ta. So the prince gave away his empire to his brothers. Okay. And finally, the brothers looked at him and recognized that he's the best man for the country, to take care of their own welfare as well. Thì cuối cùng mấy ông anh của hoàng tử đó mới ý thức được rằng, mới hiểu rằng cái người cha của mình nó có rất có trí huệ, thành ra cho cái ngôi mình cho người con trai có út mình, tại vì cái đó là cách tốt nhất để mình lo cho nhân dân. Ngay cả bản thân mình ở quê hoàng tử thì cũng được, nhưng mà là tốt nhất cho mình. Thành ra họ mới đồng ý để em út làm tiếp tục làm vua. So they recognize their father's wisdom in arranging for the youngest brother to become an emperor, and because that's the best for everyone of the country, including themselves. That's why they became loyal subjects of the young prince. Vì vậy mà họ không có đấu tranh với cái người em út mình. Okay. So I wish I was as lucky as a young prince. Thầy cũng như vậy. Vậy nên phải chi mà thầy có được có phước như người hoàng tử trẻ như vậy. Because their family are a family of very reasonable of people and virtuous people. Gia đình rất là đàng hoàng, rất là biết điều. Okay. Tham những cái đồ ngoài bên ngoài là you don't need to be so attached to external things. Alright, any questions, comments? Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, so since you heard the story before, anyone has a story they want to share?
Coi có cái câu chuyện mình muốn kể cho đại chúng nghe. Yes, or any questions you'd like to raise? Có cái gì thắc mắc mà muốn hỏi? Yeah. Okay. Okay, then we can look at each other until it's lunchtime. Anh ta chỉ nói mình có thể nhìn nhau mình cười. Thì khi mà yes. Sorry, I just came in. So, I just had I didn't quite hear the story, but I had a random question I could ask. Yes. I was just wondering if you could speak about the difference between views and attachments. What's brought up views and attachments? Yeah, you talked about views in a recent talk. Câu hỏi là thầy có thể giảng về cái chấp trước và cái kiến. Views are the things that you learn that you naturally take to be the truth, take for granted. Ý kiến là cái gì mà quý vị đã được huân tập từ lâu rồi. Okay. For example, you now train develop. We talk about education in the story. Cái câu đầu tiên nói về cái chuyện sự giáo dục đó. Thì người thầy từ xưa đó cái giáo dục về cái tinh thần cũng giống như về cái vật chất của lo cho về cái sống cuộc sống tinh thần cuộc sống vật chất cùng với. For example, back then the teachers, the shifu, are responsible for the physical well-being as well as the intellectual or spiritual well-being of the charge. Why? Tại sao đời xưa đó, cái vị sư phụ đó lo cho, nhưng đời xưa mà gửi người con tới học, là gửi con tới ở với sư phụ đó. Sư phụ ăn uống ở với sư phụ. So back then, education means you send your son to your children, to the school, where you actually, you physically stay with the teacher, you eat with the teacher, you and then you go to school, you stay. It's like a boarding school. Ngày xưa giống như thời này là giống như cái tới học là cư trú ở với thầy luôn. And that's why it's called shufu, because they have to take care of both your physical needs as well as your education, intellectual needs. Và bởi vậy, cái người sư phụ là người lo cho cái cuộc sống vật chất, cho đầy đủ ăn uống, áo đầy đủ. For example, they want to tell the child, it's kind of cold, you have to wear a little bit warmer. Chẳng hạn là trời buổi thì trời lạnh, con mà không mặc mũ lạnh. If you don't wear, you don't keep yourself warm enough, you start coughing. Nếu mà không mặc mà không đủ ấm thì tự động sẽ ho. And then so the education back then is to me better than today's education in some ways. Thì thời xưa nó khác nhau nhưng nó hay hơn thời này một tí. Because it's complete, nó đầy đủ. Because what happens is that the children, tại sao như vậy? Tại vì cái người con cái, they learn, okay, by acquiring habits, by observations. Người con không biết mà học bằng cách quan sát, người lớn làm sao. So what happens? The children, they observe the adult's behavior. Người trẻ không biết đâu, nó quan sát cái hành động của người lớn. In particular, the people they look up to. Nhất là những cái người mà họ, mình có đứa con nít đó, nó kính trọng. For example, who are they? They are their parents. Nó cũng tôn trọng cha mẹ. They
they respect the elders, you know, tôn trọng những người lớn tuổi hơn. In particular, they respect the teachers. Họ tôn trọng cái vị thầy giáo. You know? Okay. And what happens is that they observe our behavior. Đức Công Lý đó nó quan sát cái hành động của chúng ta, cái cư chỉ, cái lời nói chúng ta. They observe our behavior, observe our words, listen our words, and they accept that as a norm. Và họ coi cái đó là cái tiêu chuẩn. And that's eventually when they grow up, khi Đức Công Lý nó trưởng thành, those things he accept as norms, the books he read. Thành ra những cái quan sát mà đứa trẻ đó nó thấy từ của người lớn, bậc cha mẹ, bậc thầy giáo, những sách nó đọc, the internet website they visit, những cái web internet giờ nó lên nó đọc những cái bài đó. They become the basis of their knowledge. Thành nó trở thành là cái căn bản của cái sự hiểu biết của nó. And that what is called views. Cái đó gọi là cái kiến. So the Buddhist term for that is conditioned views. Thành ra cái chữ cái Phật giáo, nhân từ Phật giáo mà gọi là kiến. Kiến là tại sao? Tại mình đã được thấm nhuần vào con người chúng ta. Từ cái duyên chúng ta có cái nhiều khi mình tiếp xúc với những cái chuyện, và cái duyên với những cái người mình tiếp xúc là nó tạo những cái thành kiến trong người chúng ta. Because we can have condition with these beings, and that's how our views are formed. So for example, thành ví dụ, if they observe that their father snaps at their mother when they're unhappy, chẳng hạn như đứa con nít nó quan sát nó là cái cha của nó khi mà nổi giận là nạt mẹ. That's what they do too when they grow up. They snap at their wives because it's the norm. It's a normal behavior. Thành ra cái kiến đó là nó thành ra tại vì hàng quan sát cả cha nó vô tình giận mẹ nó thế nào. Thì khi nó lớn lên, khi mà nó giận vợ nó tưởng nó nào, nó khi mà rất là nó tưởng gì. On the other hand, there are some very rare occasions, some superior people, ngược lại có những cái người mà có phước hơn, and they observe the father snapping at the mother, and they say, okay, in the future I will never snap at my wife because I don't think my wife would like it. Ngược lại có nhiều người có phước, rất là nhiều có phước, nó nhìn quan sát cha mẹ, nó thấy ông cha nó nạt mẹ khi mà nổi giận, thì nó nói, trong tương lai khi mà tôi có vợ, tôi sẽ không nạt vợ nữa. Khi mà tôi giận, tại sao? Tại tôi nghĩ là vợ tôi sẽ không thích, nhưng mẹ tôi không thích. Okay, so all those views are the things, the truth, the normal behavior, the norm they observe through their contact with others, and they form certain beliefs. And cái kiến là cái mà nó xuất thân từ những cái sự tiếp xúc những cái người trong lúc mà lúc trưởng thành và nó tạo một cái thành kiến. Okay. What happened is those views, because they are taken as part of the, as you will, of the operating system, they are rarely questioned. Cái kiến đó nó thành cái căn bản của cái sự nhận xét, sự hiểu biết của cuộc đời của con người. Thành ra nó giống như là bên cái điện não nó có một cái gọi là cái operating system, cái việc gì hệ thống vận hành, cái hệ thống vận hành cái máy điện não đó. Ok, là cái ở dưới đó tầng thấp cái hệ thống động vận hành, rồi xong rồi nó có cái đó là cái thấp nhất, nó chấp nhận cái đó, đó là cái căn bản của cuộc sống. Tại nó không một cái kiến cả chúng ta không bao giờ thắc mắc ít mà từ giác.
So what happens is like operating system on a computer, we don't question it, we just depend on it. Chúng ta đã không đã không không thắc mắc về những cái tư kiến đó, những cái tri kiến đó, mà thực ra còn nghĩ lại vào những cái tri kiến đó để sống. Only do we not question those views, actually we depend on those views in our normal daily lives. Mỗi ngày mình sống thì mình ý lại, mình dùng những cái kiến đó. Okay, that's why back then the education promoted in the old time is that the education you educate 24 hours a day. Then the xưa mà dạy giáo dục dạy 24 tiếng một ngày. So nowadays you separate, like you go to school and you learn from school and you go home, and then the parents there's a disconnect between the school and the parents teaching. And vì đời này cái giáo dục đời này nó có sự phân biệt giữa thời giờ của thầy giáo ở trường với cái thời giờ khi con biết về nhà thì cha mẹ giáo dục nó khác, thành ra chỉ có lụng cụ ở trong. That's why there is some disconnect. Okay, so anyway, going back to the point, the concept of the view, và nói về cái quan niệm, cái kiến. So the views are basically your beliefs. Nói cái khác, cái kiến là những cái lòng tin của vị. Khi vị quay cái đó là đúng. You believe in those to be true. Okay? And those are the most difficult attachments to see. Những cái kiến là những cái của vị tin là đúng. Là một cái loại chấp trước rất là thâm sâu, rất là sâu sắc, rất khó mà biết. It's very difficult for you to see it. Attachments are a general term. Những cái chấp trước là một cái quan niệm, một cái chữ nó nói về những cái rộng, rất rộng, nó bao tất cả những cái gì mà chúng ta bị kẹt, có thể gọi là chấp trước. Your attachment could have all forms, all types of forms and shapes, but one of the most difficult attachments to deal with are the views. Và những cái loại chấp trước mà khó mà diệt trừ nhất là những cái kiến. Okay, and that's why in Buddhism, vì thế in Phật giáo, the Buddha points out to you the certain kinds of views that we take for granted that can bring us into trouble. And Đức Phật dạy chúng ta pháp tu hành, Đức Phật chỉ chúng ta biết, okay? And cái đó nó khiến chúng ta bị mê muội. Okay? For example, he says that after building your foundation, Đức Phật nói cho khi tu, khi quý vị xây cái nền móng tu hành, what is the foundation? Precepts, virtues. Thì Đức Phật dạy đầu tiên, quý vị phải lo phải hiểu cái giới pháp là cái gì, biết sống một đời đạo đức. The starting point of cultivation Buddhism is morality. Okay. Bước đầu của tu hành là phải có cái đạo đức. Đạo đức là điều đầu tiên. Once you believe that you should have a moral life, then you can look at your views. Khi quý vị có cái căn bản của cái đạo đức rồi thì quý vị mới có thể học cái cách đối phó với cái kiến. Then you then have a chance to deal with your views. Let me tell you why it's so important. Tại sao nó quan trọng như vậy? Cái thứ tự nó quan trọng. The order is very important because I give you an example. If you feel that lying is okay, chẳng hạn như quý vị nghĩ rằng nó giả, nó lỗi, nó dối là chuyện thông thường. You believe lying is okay because everyone does it. Tại vì ai cũng nói dối. Okay. It's okay to lie because as long as you can get away with it. Mình nói dối, không ai biết thì sẽ không có sao đâu.
that in Buddhism is immoral. Đối với Phật giáo cái đó là thiếu đạo đức. Is it clear? If you lack the foundation of not lying, nếu quý vị mà thiếu cái căn bản của đạo đức là không được nói dối, không nên nói dối. When you try to look at your views, and then you have you say, okay, now I want to learn how to eliminate my confusions from arising from my views. Xong quý vị nói bây giờ không sao đâu, kể tôi buổi nào, kể tôi nói dối sơ sơ được. Để bây giờ mình tu tiếp đi, mình tu thêm, mình lo trừ diệt trừ những cái kiến của chúng ta. Okay. What happens is that when we teach you about the views, okay, and what commonly happens is that you then do not like what you hear, and then you lie to yourself. You say, no, it's not the problem. I don't have this problem. Thành ra chuyện rất thông thường xảy ra mà thầy thấy quan sát rất nhiều, rất thường xuyên là những người mà thích nói dối, chỉ nghĩ nói dối là không sao, thì khi mà tới cái trình độ cao được rồi, lên thiền định cao được cao cao rồi, thì bắt đầu dạy cái cách diệt trừ những cái kiến, thì họ nói là họ không thích cái lời nói đề giảng của thầy, họ nói là con đồng ý với thầy, thì con đồng ý với lời dạy của Phật, đa họ làm gì? Tự dối. Thành vì cái thiếu căn bản của cái đạo đức đó, họ cho phép họ tự nói dối, tự lừa gạt mình, họ tu, họ có thể trừ được những cái gì. Because they lack the foundation of morality, meaning that they know that they are not supposed to lie. What happens is they don't like the instructions, therefore they choose to lie to themselves. That's why they can't progress and we can't. Okay. What happens? My point here is that it's not clear to you. Is that the better way to deal with the views is when someone points them out to you. Này thầy nói cái này là tại sao? Tại vì kiến mà muốn thấy được cái kiến sai lầm của kiến của mình thường thường mình thấy không được. Tại mình nghĩ lại mình quan sát thông thường. Phải cần có người thầy, người tìm kiến thức chỉ á, muốn thấy người muốn kẹt với cái kiến, chấp vào cái kiến. It's a lot easier for you when you cultivate to have someone else, a good known advisor, point out what their views are, the views you stuck with. Người thầy cái vai trò của người tìm kiến thức đó là chỉ cho người thấy cái kiến của mình kẹt mà người không thấy. Nghiệp chướng nó bám bởi mình có sợ, cái mình biết mình có sợ cái kiến có những cái loại kiến như vậy đó.
mình biết mình sai, mình nhất định mình không chịu sửa. Là tại sao? Tại mình chọn cái khổ chứ không phải mình cho mình thích cái khổ. Mình không chịu thoát ra. Nó dễ sợ như vậy. Thành ra Phật giúp cũng không được nữa. Nó kinh hoàng cho đó. Nếu mà Phật giúp được thì làm sao mà có súc sanh, làm sao mà có địa ngục, làm sao mà có Atula. Họ chọn đâu rồi nha. Atula nó chọn đâu, chứ không phải phải Phật. Phật dạy là con nên đâu. Nó biết là đúng, con nên đâu mà nó vẫn chọn đâu như thế. Mình chịu thôi, tại sao? Nói, nó làm sao cái người này xứng đáng của mình đánh. Nó tự lừa nó như vậy. Nó đủ cách là nó lừa nó. Nó biết mà đúng, nó không cần biết. Nói, cái này là ngoại lệ. Cái quả báo của mình, cái quả báo của mình chịu. Nên làm thành công con máu của mình lúc nào cũng suy nghĩ chuyện bảy. Như vậy thôi. Mình chịu. Okay, cái kiến là cái dễ sợ nhất. Cái kinh hoàng. So, there's a Vietnamese discussion going. And for those who are not Vietnamese, I don't know how to translate it because it's a specialized language that I'm not privy to. But I've been trying to summarize it for you. Bồ Yin says that when I use the example of lying, she says she observes that a lot of people she knows, a lot of her friends, you know, she says that what I said is so true, in the sense that there's some people that she knows who are compulsive liars. So when they're like that, there's no way of convincing them, and they will not listen to you. And I said it's so true because what happened to these people is that they, deep down, they know you're right. But they can't possibly accept it. Why? Because what they do is that they say to themselves, they say, yeah, but this is an exception. I'm not like that. Okay? And it's a lot more often than you think, because I observe it very often to myself. You know, they know that it's right, but they say no, it doesn't apply to me. The teacher misunderstands me. Thường biết nó tự gạt, nó sẽ nói là thầy hiểu lầm mình, không có mình như vậy. You know, it's funny thing is that I will assure you, I've met people who believe that the whole world is wrong. And they are right. They are the only one who is right. Everyone misunderstands that. Dễ sợ cái độ như vậy, quý vị biết không? Tại gặp nhiều người đó, mà họ nghĩ những cái độ họ tự lừa gạt, họ đến cái độ họ nói là tất cả mọi người đều là sai, đều hiểu lầm họ. Ai cũng hiểu lầm, tội dễ sợ. Mà thấy tôi khổ dễ sợ, tại sao vậy? Không ai hiểu tôi được hết. They said, I feel so miserable because no one understands me. Everyone misunderstands me, including the teacher, my teacher. Ngay ông thầy mình hiểu mình cũng được, cũng hiểu lầm mình, nó tội như vậy. And then Bồ Yin says, from her own experience, she says, those who are truthful, they can recognize the liar immediately. There's no way a liar can pull over the true person's eyes at all. Okay. I don't know that because I'm not that kind of thing. Okay. Yes. I was wondering with the views and attachments. So there's attachments that are not views. I'm going to give an example of that. And then just wondering if all views are attachments. When the Buddha talks about views in Buddhism, when he talks about views, actually he's referring to those deep-seated beliefs that the Buddha discerned them as views. Those have been conditioned, has been ingrained in you for a long, long time.
possibly many lifetimes as well. That's what they call views. Yes, the passions are a general term and they refer to all sorts, including light weight as well as heavy duty. Does that answer your question? Viewing the special category of passion is very difficult to view. Extremely difficult. Yeah, like I guess that answers the one part that just wondering if there's an example, like what are attachments, other kinds of attachments that are not views. Anything that's not a view is an attachment. There's an attachment can be two general categories, attachment and views. Like anything that's not a view is an attachment. So if I really like cheese, it's not necessarily a view, it's just adding attachment to cheese. Or it's a form of attachment, but that's not considered heavy enough to be categorized as a view. Okay. It depends on the level, of course. For example, when you have no samadhi power, attachment to cheese is a sort of a form of view for that level. Am I making sense? View refers to something that you hold dearly and you have a hard time getting rid of. Okay? So if you go for that general definition, then it's a view. Okay? A cheese is good for you, and all those things. Those things that are ingrained in you when you have a hard time overcoming. Okay? It would be considered a view. But then you can say they categorize a view to a deeper level and at higher levels where you go to the formless realm and so on. They're very much more subtle views. That is much more difficult to deal with. And that's why the non-Buddhists have a hard time overcoming those views because they don't even realize they have those views. And we're lucky, the Buddhists are lucky because Shakyamuni Buddha came and he says, hey, those are the views you have to be careful about. What are those views? When you reach high level, then you have to deal with what the Buddha described as the kind of views that the non-Buddhists are stuck with, meaning the quick servants and the dull servants. Those are the views that the externals don't recognize, are not aware of. And because they're not aware, they don't know how to overcome it. Okay. Thì cái kiến nó khác, cái chấp trước thì là cái kiến là Đức Phật dạy cho Phật pháp cái kiến là những cái thành kiến, những cái có những cái loại kiến rất đặc biệt khi mà quý vị lên cái trình độ cao của cái vô sắc giới đó. Thì những cái kiến này nó bắt đầu cản trở cái sự tiến bộ của quý vị. Cả năm bên ngoài đạo tu họ không có ý thức được rằng những cái kiến đó nó rất nhiều, nên họ cũng không nhận thức được những loại kiến đó. Thì sau này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới quả Tam Bà này nó chỉ cho họ thấy, là quý vị biết không, quý vị đang kẹt vào cái kiến này. Kiến là đồ, tức là về cái Phật pháp gọi là đồn sự với kiết sự. Kiết sự có nghĩa là những cái loại kiến này nó tới rất là lẹ. Và ngay những cái người mà trình độ cao bên Bát Định, họ cũng thấy được, họ cũng thấy kịp, nó lẹ quá, họ thấy nó kịp, nó dễ sợ. Đức Phật nói cái gì biết không? Đây cái vai trò người thiện trí thức, là người thiện trí thức đó, như Đức Phật nó chỉ cho thế rồi. Cái loại kiến vậy đang khiến họ bị kẹt. Và Đức Phật nó tiếp tục dạy cho họ phương pháp giải những cái kiến. Okay. Thành ra quý vị hiểu
cái trong cái tinh thần tu hành của đại thừa đó, cái người có phước đó, người ta được giải được cái tình thương ngon đến chín người thầy, người thiện tri thức như vậy, tại cái người người thiện tri thức là cái người mà thấy rõ cái gì, họ thấy được cái kiến cái gì, họ đang đợi cơ hội để mà nói cái gì đấy cho quý vị thấy, cái gì đang kẹt ở chỗ nào mà chưa nói được, khi bị tự kiến nhìn ra mình thấy được cái operating system đó, nó sâu quá đấy. Mình toàn bộ hoàn toàn ý lại nó thành mình thấy được, mình đứng trên núi mình thấy được cái núi này. Mình sau khi mình thấy được, mình khi thấy được cái quả đất nó lớn như nào rồi, mình đứng lại trên đó mình chỉ mình thấy. So what happens is that this is the advantage of the Buddhist cultivators have over the non-Buddhist cultivators in the when you get high, reach the high levels of the non-Buddhist set paths, they are stuck in very subtle views that the Buddha called as the quick serpents and dull serpents. They are extremely dangerous views. Okay, that these people are stuck with. So the Buddha pointed out to them and helped them overcome those, taught them to overcome those. And this is why in Mahayana, the spirit mind of Mahayana, the shortcut that my teacher taught me, and I'm teaching to all of you, is he stresses the importance of looking for a good moral advisor. Đó là ngày thứ ba ngày dạy của tôi, một bài học đầu tiên ngày dạy cho tôi là con đi kiếm thầy. He says, sự kiếm tìm trí thức. Tại cái tinh thần Phật giáo đại thừa chuyên môn đi kiếm thầy. That's why the Mahayana spirit I'm trying to convey to you is when we try to cultivate, we're always looking for good moral advisors. Why? Because the good moral advisors recognize, are the ones who can recognize the views where you're stuck. Đã cho mình biết không? Cái người thiền tri thức mà giỏi đó, là họ thấy được mình đã bị kẹt kín rồi. Mà họ chưa nói cái gì được thôi. What happens is good moral advisors recognize which view you're stuck right now, and they can't tell you about them yet. Why? Because you can't accept them yet. Họ đang đợi cái câu này giả khi mình biết. If you were to go on without that guidance, it takes you a lot longer. Nếu quý vị không có người thiền tri thức ấy, để dạy quý vị, you know what you have to do in order to recognize yourself? Quý vị biết phải cần làm gì không? You have to do two things. Quý vị cần làm hai chuyện. Number one, you have to read the Buddhist teaching. Thứ nhất, quý vị phải dạy, phải học, phải đọc những cái lời dạy của Phật, đọc kinh điển. We have to meet sutras. That's what patriarch Yin Wang did. Đó là cái chuyện ngài Ấn Quang Đại Sư làm. He spent 17 years reading the Tripitaka from cover to cover and back over. Ngài Ấn Quang Đại dạy cái kinh pháp đó. I'm only telling you things that the patriarch did before. Thầy đã dạy cái kinh pháp mà những tổ sư làm có thể chế ra. I'm not making up stories. This is what Patriarch Yin Wang, Ngài Ấn Quang Đại Sư, Patriarch Yin Wang of the Pure Land School is a transformation body of Great Strength Bodhisattva. Ngài Ấn Quang Đại Sư là một cái vị hóa thân, một cái hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài tới đây dạy những phương pháp tu. He came here to teach us how to cultivate. Thì Ngài bỏ ra 17 năm trời để ngồi đọc cái đại tạng đó từ đầu chí cuối, xong đọc lại từ đầu chí cuối. All he did for 17 years is to read the Tripitaka from cover to cover, over and over again. 17 years. Okay? You sit here and listen to my lecture for half an hour and you fidgeting and say, oh my God, it hurts so much. Quý vị tưởng tượng như vậy, ngày tới nghe thầy giảng pháp, ngồi được cái nửa tiếng, chân nó đau, cái đầu đang bị bóp,
touch yourself, you squeeze, you squeeze, you wiggle. It's so terrible. Oh God, why do you do this? Oh, no, time and time so. Còn người ăn quan nào xem như là nhiên quan, nhiên quan, người ăn quan nào xem là ngồi phát. Nhiên quan, nhiên quan, bê trọc, nhiên quan, he sat down like this, and he sat, sutras, hold it. Dễ sợ. Con hư quá chừng, cứ ăn chơi không mà ngồi đâu có được đâu. Ngồi đâu được. Bây giờ học này học không nổi. Con tưởng tượng, con tưởng tượng khoai. Ngồi nó đọc kinh hơn cả ngày thôi, mình đi, nó mình dịu nhau. Ông nó ngồi đọc kinh cả ngày, cả năm, 17 năm trời. Think about it. We should read the sutra for half an hour. He said, oh my God, this is terrible. I can't take this. He reads it all day. Yeah, you're laughing. Quý vị cười. It's a two-day job. 8 hours a day, that's only 16 hours. Cái này là tại này hướng qua đại sư là đang dạy tu không ai hiểu cái trình độ đó thành người ta không hiểu được ngài. Ngài đâu bỏ 17 năm trời cuộc đời ngài để dạy chúng ta tu chứ không phải là ngài trí bây giờ ngài không hiểu. Trình độ cao lắm. Cái pháp này là hướng qua đại sư dễ sợ, khó làm dễ sợ, cái người trình độ cao lắm. Bây giờ như thầy hỏi anh ta, như thầy nghĩ anh có tiền thức nên làm gì bây giờ? Ai dạy anh bây giờ? Cứ đi nghĩ lại cho coi. Think about this. See, if you don't have a good no advisory, who's going to teach you now? The Buddha teaches you. Đức Phật dạy, Phật Bồ Tát dạy, ta ngồi đọc thôi, cứ ngày. Thành ra, tại vì người thiền trí thức, ta nhắc mình này, là con này. Tại sao mặt con, mặt cái mặt con nó nhăn như xấu xí như vậy. Mình nói, đâu có, con đâu có xấu như thầy. Thì mình nhớ là cái tại thiền trí thức, nó chọt mình, nó thấy cái chỗ yếu của người đạo thức. Còn mà nếu không người là người làm thẳng như vậy, vượt đọc cái đọc lui được tới họ từ từ mình sẽ thấy như thế. Từ từ Phật nhắc hết, Phật dạy hết rồi, chỉ cần nhắc cái nhai luôn như tới mọi ngày đó mình sẽ thấy. Nó khó như vậy ạ. Quý vị mà không có thiền trí thức thì cứ phải nhai luôn như tới. Chứ không phải đừng nói là tôi không cần thầy đâu, tôi đi kiếm, tôi tới cái chùa kia. Kiếm tức là phải tới chùa để kiếm cái chỗ này. Kiếm cái người mà có thể chỉ mình thấy này, cái chỗ yếu con chỗ này nó gọi là thiền trí thức. Hiểu chưa? Cái pháp kiếm thiền trí thức là như vậy, đâu phải nói ông thầy này mình đi kiếm thiền trí thức mình cứ chạy tới chùa này tới chùa khác là đi mòn guốc đâu phải là kiếm thiền trí thức. Mình nghe cái người nào giỏi đó, mình chạy tới mình lò qua từ người ta ra sao, người ta dạy mình được cái gì, nó có thèm dạy mình không, nó gọi là kiếm thiền trí thức. Chứ nó phải đi chùa hết cái chùa này chùa khác, còn nói cái chùa đó có ngày đại sư đó tới qua nó kiếm thiền trí thức. Thiền trí thức thì chỉ là ngài gặp mình này ngài sẵn sàng những ờ này nó phải dạy cho mình này mới gọi là thiền trí thức. Còn tới mình chưa bằng kiếm được thiền trí thức đâu. Có gì các bạn ơi? Cái thiền trí thức thầy dạy giảng với điều hòa để đừng có giảng tường tận để coi thử cái gì là sao. Cái như vậy là ôi giờ dễ quá, ông này cũng giảng tôi hiểu rồi, tôi cũng thích, tôi lo mò, tôi bỏ, tôi kiếm cái chùa khác của tôi quả là đi kiếm thiền trí thức mà kiếm thiền trí thức có biết cách kiếm chứ đâu phải cơ khơi như vậy. So I'm saying that that's why if you don't have a good advisor, then you have to look at the Bodhisattvas and the Buddhas as your good advisors. They were not, since they're not there in person to tell you where your views are, what your views are, then you have to read the teaching, beginning and over and over again. Lúc thầy muốn đầu tu ngoài đi ngoan thầy ra đời đi thành đều có ai dạy chịu dạy thầy thành ngồi niệm thì nhai cái bài trước pháp của mình đi ngoan cái
trên bàn đó, thì nhai luôn như vậy, nhai nó hoài, mà tôi cứ cười, mình cứ nói trời ơi, biết bao nhiêu thầy biết bao nhiêu sách nữa. Không, mình chọn sách đúng, chọn thầy đúng. So what happened is to me, is like my personal experience has been a similar experience when my master Shenhua died, and he's no longer with me to guide me in person. So what did I do? I took his guidance of all everyone, and I listened to it, and I read it over and over and over. Okay, and it's not like the it's because you don't know where the Buddha advisor. So that's what you do. And people who listen to me and say, okay, so he taught me about looking for good advisors, therefore, I don't like it here. So let me go look for another temple. So they go visit the temple to temple, they fly to China, they fly to Taiwan, they fly to Thailand. Okay. And they say, I'm looking for good advisors. What I didn't tell them is I didn't teach them how to look for good advisors. Why? Because there's no need yet. Tại sao thầy chưa dạy được mà thầy giấu nghề đó? Tại thầy nó không có nhu cầu đó. And they could have come to me, nếu mà họ tới họ thầy, hôm nay con thích thầy, thầy chỉ có cách kiếm, thầy tìm cái thức cách để dạy. If they come to me, so I don't like you anymore, I don't think you're a good advisor. But at least teach me how to look for a good advisor. I would have taught them. So today I'm teaching you how to look for a good advisor just in case you don't like it. And then the dạy cho quý vị biết, kiếm thầy là như vậy. Thì theo cái thiện tri thức đó, là cái người, the good advisor is the person who can look in the eye and say, this is what where your views are, this is where you're attached. That's fear in yourself. Okay? Because a good advisor is a person who wants, whose job it is to help you overcome your views, your attachments. He has to tell you where, which one you stuck with. Nhưng thì trí thức là nhận ra được với nó kẹp đó, được chưa nói được thôi. Gọi là thiện trí thức. Hiểu chưa? Nó không nhận được thì sao mà chỉ mình bây giờ biết chưa? Good advisor cannot recognize where you stuck. How can they teach you? Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì cả không? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi hả? Mình đi cười hả? Mình còn giờ nó nói dài lắm rồi. Đâu có người khác nói. Continue another day. Okay. Yeah. Hết giờ rồi con ơi. So what happens is that when you don't have a good advisor, first, number one, you have to read the Tipitaka, cover to cover. Okay? That means more for you listen to the good advisors over and over again. Okay? It's not available in English, therefore you should find whatever teachings from
would not advise you to read it over and over and over again. That's why I recommend Master Shen Wang's teaching. When you take Jing Gong Kui Mon Gu, then you end up with Nai Wang Ya. Cứ như có thể nhà nó nhà tới được. Tại vì người Anh, người Mỹ thì nó có tiếng Anh, nó có tiếng copy. Cái đại tạng thì chưa gì được tiếng Anh. Dịch còn đặt nhiều. Nghe bây giờ dạng này cũng quá tốt. Ok, phải khuyên mọi người như vậy. Rồi xong, and then the second thing that you have to do is to meditate. You have to meditate. You don't meditate, okay? You cannot see the views. Thiền giúp mình phát giác được cái kiến, mình đẹp kiến cho nó. Thiền cái phương pháp rất là hữu hiệu để mà giúp quý vị thấy được cái kiến. Meditation is one of the most effective ways to help you catch and detect your views. Chan master who's older now, and he has 5,000 left from disciples, and now he's older and he's becoming senile. And I'm saying that, so she, the question she has, does he have a real kung fu? I said no. Why not? Because once you have real Chan skills, once you understand Chan, you never become confused again. Even with old age. So once you open your true wisdom through jhana, through meditation, you never become confused again. They would rather leave before they become confused, before the body is not functioning. They can leave at will. Họ có thiền rồi, thiền công phu thiền rồi, họ có thể rời cái thân này lúc nào cũng được. Họ không bao giờ ở cái thân này quá đến cái độ cái thân không làm việc. Ở làm cái gì? Thấy chưa? So the people who have truly trained skills, they can leave at will, they can leave the body at will. They would not want to stay in a body that no longer serves the purpose, serves the world. Right? Sure. Thành ra rõ ràng, nó còn có cuối cùng lúc mà chết mình thấy đó. Cứ nghĩ chứ quan, nghĩ chứ quan, như ngày tiên hóa, ngày bình đúng không? Ngày bình dễ sợ. Mà quý vị có thấy ngài có lạnh không? Ồ, thọng lắm. Dễ sợ không? Cái bình mình trả cái nghiệp cho người ta thì cái trí mình sáng lên. Cái thân nó bình thôi. Cái tâm mình nó không có bình. Cái thân thì trả nghiệp cho cái trí mình. Cái tâm không bình. So for example, I say, give me the opposite example. I asked everyone about the Master Shen Wang. When, before he died, he was very, very sick man. His body is very sick. I asked all of you, was he ever confused? No, not at all. See, the body is sick, but the mind is never sick. That's wisdom. Cái người mà khi về, ta sẵn sàng trả cái nghiệp mà ta không sợ. Tại vì tâm ta mình còn sáng suốt như thế. Còn cái người mà không có trí về, ta đang muốn bám cái sống. Sống là cái gì? Hiểu? Đi mạng sáng sớm sống
wisdom, okay, they are working because they hang on to their life, the body, because they have work to do. They're not attached to life at all. Okay? Why not? Because what for? They can leave anytime. They can go to the pure land. And they want to be happy. Okay? They're not attached to life. Mình làm xong đi, mình làm việc này, ok? Ai thắc mắc gì nữa không? Còn nhiều lắm. Don't worry, I still have a lot more questions. Để dành thời gian cách mọi người. Giờ giờ ngày nào sẽ gửi một chặng gì? Chắc để quá chắc là làm lễ không kịp không? Is there enough time to do the ceremony? Or should we go straight to the lunch hall? Ten to eleven. Yeah. So. 12 minutes, probably enough. You know? Okay. Yeah, then I yield the floor to you.